Thưa quý vị và các bạn, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong 5 ngày đầu xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400.000 lượt hành khách. Trong đó, ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết, ngay trước ngày đi làm trở lại, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Nội Bài ghi nhận tiếp tục tăng so với những ngày trước đó. Ước tính có gần 540 lượt chuyến bay, sản lượng hành khách ước tính khoảng 85.000 lượt, trong đó khách quốc nội đạt 63.000 lượt, khách quốc tế đạt 22.000 lượt. Dịp Tết năm nay, Sản lượng khách và lượt chuyến bay cất hạ cánh đều tăng rất cao so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm trước. Tính trong 5 ngày nghỉ Tết từ ngày 21 tháng 1 đến 26 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 1 2023 âm lịch, thủ đô Hà Nội đã ước đón khoảng 332.000 lượt khách, trong đó có 32.000 lượt khách du lịch quốc tế và 300.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng trong đó điểm du lịch di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách, Chùa Hương đón khoảng 80.000 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách, điểm du lịch Làng Cổ ở Đường Lâm, Thành Cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách, Vườn Thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách, di tích nhà tù Hòa Lò đón 5.080 lượt khách. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni tổ chức thực hành các nghi lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo. Trong công tác tổ chức phải lưu ý tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh không đúng với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống dân tộc. Dù dịch bệnh được kiểm soát, Ban Thường trực Hội đồng trị sự vẫn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện không được lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện 2K an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 xe ô tô, 9.910 xe mô tô, 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 7.726 trường hợp, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông so với cùng thời gian Tết Nguyên đán nhâm dần, xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tức là tăng 598%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao có Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp, Nam Định 244 trường hợp. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho hơn 65.000 bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở y tế đã thực hiện hơn 3.500 ca phẫu thuật cấp cứu mổ đẻ thành công, đón 3.762 trẻ chào đời và cho xuất viện gần 15.000 bệnh nhân về nhà ăn Tết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2023 sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 22.500 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó trên 65% xếp loại tốt, khá, cùng với đó là có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới. Định hướng của ngành nông nghiệp là hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường. Hiện cả nước có 94 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp. Những ngày đầu năm mới Quý Mão, nông dân các địa phương trong cả nước đã hăng hái ra đồng sản xuất vụ đông xuân. Đây là phong tục truyền thống tốt đẹp vào ngày đầu xuân mới, với mong ước công việc đồng áng ngày càng thuận lợi cho vụ mùa bội thu, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Vùng chuyên canh tác lúa giống của Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Lộc, huyện Diên Khánh, trong những ngày đầu năm mới, đã có rất nhiều nông dân ra đồng từ sáng sớm. Cũng như các thành viên của Hợp tác xã, ông Ngô Thẳng dạo quanh cánh đồng sản xuất lúa tại vùng ruộng thôn Mỹ Lộc. Năm nay, Thời tiết thay đổi thất thường, mưa liên tục trong những ngày qua, sai ngưỡng không nhỏ đến những trà lúa đầu vụ đông xuân đang trổ bông. Còn đối với 8 xào lúa trà giữa và trà cuối của ông Thặng, từ lúc gieo xạ đến nay khoảng 40 ngày tuổi, gặp mưa xuân những ngày đầu năm rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. Để bắt đầu gieo xạ đến nay thì dùng rúa này cũng hơi bất lợi cái, là bị mưa liên tục mấy ngày đầu, rồi rúa nó bị xanh ra bỏ trí mà trữ nhiều quá nông dân cũng hơi khổ xịt phải phun thuốc phải hai lần nó mới hết giờ này bắt đầu nó hết lúa giờ hiện tại phát triển tốt với cái sự đầu tư của bà con như thế này nhìn má lúa đây thì năng suất có khả năng vụ ba năm nay thì đạt từ 8 tấn trở lên hợp tác xã nông nghiệp diên lộc hiện có 700 hộ thành viên tổng diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân 2022-2023 là hơn 280 hecta Hiện tại, hợp tác xã đang liên kết với doanh nghiệp và nông dân sản xuất 250 ha lúa giống. Thực hiện mô hình liên kết, doanh nghiệp đầu tư giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã cung ứng vật tư, phân bón và các dịch vụ sản xuất. Nông dân làm chủ đồng ruộng và trực tiếp chăm bón cây lúa. Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống của hợp tác xã đã mang lại thu nhập ổn định cho nông dân địa phương. Đầu năm là chuẩn bị ra đồng để chuẩn bị là xịt si thuốc và bò và bón phân được hai và được 3. Cái người nông dân hiện nay sản xuất là đầu năm là mong muốn là là để là thu hoạch thuận lợi và năng suất cao. Hiện nay mà lúa hiện nay là đầu là lúa rất tốt, có thể là đạt suất năng suất từ 75 tạ đến 80 tạ. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện đã gieo trồng được khoảng 20.000 ha lúa vụ đông xuân. Sau hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Quý Mão, trời có mưa. Thời tiết trong những ngày tới được dự báo sẽ còn nắng ấm, sẽ tạo thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm sâu bệnh gây hạn xuất hiện nhiều hơn, nên nông dân cần thường xuyên thăm đồng và chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Từ hôm nay 27 tháng 1, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, thường nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên năm nay tình hình quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, do đó có thể năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các trung tâm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1 cả nước nhập khẩu 6.000 306 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt 161,8 triệu đô la Mỹ. Đây là con số ấn tượng trong những ngày khởi đầu năm 2023. Trong đó, dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm ưu thế lớn. Cụ thể, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 5.776 xe, kim ngạch đạt 137,766 triệu đô la Mỹ, chiếm 91,6% về lượng và chiếm 85,1% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước. Ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh xăng dầu ở huyện Đồng Phú về hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Theo đó, thực hiện triển khai theo công điện khẩn của Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện trạm xăng thuộc chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu khí Ngọc Phương Nam đặt tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú có hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ và xử phạt hành vi vi phạm. Sau khi bị xử lý đến trưa ngày 26 tháng 1, cây xăng Ngọc Phương Nam đã mở bán trở lại bình thường. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua tuyên bố rằng quốc gia Đông Nam Á này đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ đại dịch COVID-19 sang bệnh đặc hữu. Ông Joko Widodo nhấn mạnh, hiện là giai đoạn chuyển tiếp và vẫn phải tỉnh táo cẩn trọng trong việc hoạch định chính sách, đồng thời kêu gọi các quan chức nhà nước đặc biệt lưu ý đến việc ban hành các chính sách liên quan đến kinh tế, và thông báo rằng tăng trưởng kinh tế của Indonesia đã đạt 5,72% trong quý 4 và 5,3% trong cả năm 2022. Ông Yoko Widodo cũng nhắc lại quyết định bác bỏ chính sách phong tỏa toàn quốc trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19. Những tháng gần đây, chính phủ Indonesia đã nỗ lực tăng cường miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu rủi ro cho những người bị phơi nhiễm thông qua việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Bộ Thương mại Mỹ hôm qua công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2022 đã giảm tốc trong bối cảnh hoạt động kinh tế giảm vào những tháng cuối năm và giới chuyên gia lo ngại nguy cơ kinh tế suy thoái. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cả năm 2022 chỉ đạt 2,1%, giảm so với mức 5,9% của năm 2021. Bộ Thương mại Mỹ nói rằng mức tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực của nước này chủ yếu phản ánh mức tăng về chi tiêu của người tiêu dùng, xuất khẩu và một số hình thức đầu tư. Hoạt động của nền kinh tế Mỹ đã phần nào giảm nhiệt sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed 7 lần nâng lãi suất cho vay cơ bản với hy vọng hạ nhiệt sức mua đang nóng và kiểm soát lạm phát gia tăng. Động thái của Fed đã khiến lĩnh vực bất động sản sụt giảm, kéo theo hoạt động sản xuất và doanh số bán lẻ suy giảm. Năm 2022, đã có thêm 4,6 triệu người ở Mỹ có việc làm, tuy thấp hơn năm 2021 nhưng vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường việc làm ở Mỹ kể từ đợt suy thoái vì dịch COVID-19 năm 2020. Nhà chức trách Afghanistan hôm qua cho biết hơn 160 người ở nước này đã tử vong do giá rét trong tháng này, trong khi nhiều người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà khi nhiệt độ xuống tới mức băng giá. Phát ngôn viên của Bộ Quản lý Thiên tai Afghanistan cho biết 162 người đã tử vong do thời tiết lạnh giá kể từ ngày 10 tháng 1, trong đó riêng trong tuần qua có 84 ca tử vong. Afghanistan đang trải qua mùa đông lạnh giá nhất trong 15 năm qua, với nhiệt độ có nơi xuống tới âm 34 độ C. Thời tiết lạnh giá diễn ra giữa lúc Afghanistan đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Tác động của đợt giá rét đã trở nên tồi tệ hơn do khối lượng hàng viện trợ nhân đạo hạn chế được phân phối trong nước. Ước tính có khoảng 28,3 triệu người, tương đương khoảng 2/3 dân số Afghanistan đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để duy trì sự sống. Bộ Y tế Palestine hôm qua cho biết 9 người Palestine đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc đụng độ ác liệt nhất trong nhiều năm qua giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine ở thành phố Jenin, phía bắc bờ tây. Quân đội Israel cùng ngày thông báo các binh sĩ Israel đã đột kích vào một trại tị nạn ở Jenin nhằm ngăn chặn kế hoạch của chi nhánh nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine tấn công Israel. Trong khi đó, chi nhánh nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine tại Jenin cho hay các thành viên của nhóm này đã chiến đấu chống quân đội Israel bằng súng và các thiết bị nổ được cài sẵn. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua cho biết, ông Netanyahu đã họp trực tuyến với các quan chức an ninh của Israel để đánh giá tình hình sau cuộc đụng độ trên. Trong khi đó, sau vụ việc phong trào Hamas tại giải Gaza và chi nhánh nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine tại bờ Tây đã kêu gọi người Palestine vùng lên trả đũa. Giới chức Israel đang lo ngại bùng phát một làn sóng bạo lực mới sau vụ việc này. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 8 đến 11 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến là 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là 13 đến 15 độ. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 27 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng Nam Đồng Bằng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rất đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ có nơi dưới 5 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời rét có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét, phía bắc trời rét đậm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông, phía nam đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển phía Bắc chiều và đêm mạnh lên cấp 4, cấp 5, có nơi gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Thưa quý vị và các bạn, cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết trong 5 ngày đầu xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400.000 lượt hành khách. Trong đó, ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết, ngày trước ngày đi làm trở lại, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Nội Bài ghi nhận tiếp tục tăng so với những ngày trước đó. Ước tính có gần 540 lượt chuyến bay, sản lượng hành khách ước tính khoảng 85.000 lượt trong đó khách quốc nội đạt 63.000 lượt, khách quốc tế đạt 22.000 lượt. Dịp Tết năm nay, sản lượng khách và lượt chuyến bay cất hạ cánh đều tăng rất cao so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm trước. Tính trong 5 ngày nghỉ Tết từ ngày 21 tháng 1 đến 26 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 1 2023 âm lịch, thủ đô Hà Nội đã ước đón khoảng 332.000 lượt khách, trong đó có 32.000 lượt khách du lịch quốc tế và 300.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, điểm du lịch di tích Văn Miếu, Quốc tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách, Châu Hương đón khoảng 80.000 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách. Khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách. Điểm du lịch làng cổ ở Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách. Vườn thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách. Di tích nhà tù Hòa Lò đón 5.080 lượt khách. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni Tổ chức thực hành các nghi lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo. Trong công tác tổ chức phải lưu ý tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh không đúng với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống dân tộc. Dù dịch bệnh được kiểm soát, ban thường trực hội đồng trị sự vẫn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện không được lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện 2K an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 xe ô tô, 9.910 xe mô tô, 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 7.726 trường hợp, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông so với cùng thời gian Tết Nguyên đán nhâm dần, xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tức là tăng 598%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao có Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp, Nam Định 244 trường hợp. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho hơn 65.000 bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở y tế đã thực hiện hơn 3.500 ca phẫu thuật cấp cứu mổ đẻ thành công, đón 3.762 trẻ chào đời và cho xuất viện gần 15.000 bệnh nhân về nhà ăn Tết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2023 sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 22.500 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó trên 65% xếp loại tốt, khá, cùng với đó là có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới. Định hướng của ngành nông nghiệp là hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường. Hiện cả nước có 94 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp. Những ngày đầu năm mới Quý Mão, Nông dân các địa phương trong cả nước đã hăng hái ra đồng sản xuất vụ đông xuân. Đây là phong tục truyền thống tốt đẹp vào ngày đầu xuân mới, với mong ước công việc đồng áng ngày càng thuận lợi cho vụ mùa bội thu, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Vùng chuyên canh tác lúa giống của Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Lộc, huyện Diên Khánh, trong những ngày đầu năm mới, đã có rất nhiều nông dân ra đồng từ sáng sớm. Cũng như các thành viên của Hợp tác xã, ông Ngô Thẳng dạo quanh cánh đồng sản xuất lúa tại vùng ruộng thôn Mỹ Lộc. Năm nay, thời tiết thay đổi thất thường, mưa liên tục trong những ngày qua sai ngưỡng không nhỏ đến những trà lúa đầu vụ đông xuân đang trổ bông. Còn đối với 8 xào lúa trà giữa và trà cuối của ông Thặng, từ lúc gieo xạ đến nay khoảng 40 ngày tuổi, gặp mưa xuân những ngày đầu năm rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. Để bắt đầu gieo xạ đến nay thì dùng lúa này cũng hơi bất lợi cái là bị mưa liên tục mấy ngày đầu, rồi lúa nó bị xanh ra bỏ trí mà trữ nhiều quá nông dân cũng hơi khổ xịt phải phun thuốc phải hai lần nó mới hết giờ này bắt đầu nó hết lúa giờ hiện tại phát triển tốt với cái sự đầu tư của bà con như thế này nhìn má lúa này thì năng suất có khả năng vụ ba năm nay thì đạt từ 8 tấn trở lên hợp tác xã nông nghiệp diên lộc hiện có 700 hộ thành viên tổng diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân 2022-2023 là hơn 280 hecta Hiện tại, hợp tác xã đang liên kết với doanh nghiệp và nông dân sản xuất 250 ha lúa giống. Thực hiện mô hình liên kết, doanh nghiệp đầu tư giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã cung ứng vật tư, phân bón và các dịch vụ sản xuất. Nông dân làm chủ đồng ruộng và trực tiếp chăm bón cây lúa. Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống của hợp tác xã đã mang lại thu nhập ổn định cho nông dân địa phương. Đầu năm là chuẩn bị ra đồng để chuẩn bị là xịt si thuốc và bò và bón phân được 2 và được 3. Cái người nông dân hiện nay sản xuất là đầu năm là mong muốn là là để là thu hoạch thuận lợi và năng suất cao. Hiện nay mà lúa hiện nay là đầu là lúa rất tốt, có thể là đạt suất năng suất từ 75 tạ đến 80 tạ. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện đã gieo trồng được khoảng 20.000 ha lúa vụ đông xuân. Sau hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Quý Mão, trời có mưa. Thời tiết trong những ngày tới được dự báo sẽ còn nắng ấm, sẽ tạo thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm sâu bệnh gây hạn xuất hiện nhiều hơn, nên nông dân cần thường xuyên thăm đồng và chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Từ hôm nay 27 tháng 1, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, thường nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên năm nay tình hình quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, do đó có thể năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các trung tâm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1, cả nước nhập khẩu 6.306 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt 161,8 triệu đô la Mỹ. Đây là con số ấn tượng trong những ngày khởi đầu năm 2023. Trong đó, dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm ưu thế lớn, cụ thể ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 5.776 xe, kim ngạch đạt 137, 766 triệu đô la Mỹ, chiếm 91,6% về lượng và chiếm 85,1% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước. Ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh xăng dầu ở huyện Đồng Phú về hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Theo đó thực hiện triển khai theo công điện khẩn của Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện trạm xăng thuộc chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu khí Ngọc Phương Nam đặt tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú có hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ và xử phạt hành vi vi phạm. Sau khi bị xử lý đến trưa ngày 26 tháng 1, cây xăng Ngọc Phương Nam đã mở bán trở lại bình thường. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua tuyên bố rằng quốc gia Đông Nam Á này đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ đại dịch Covid-19 sang bệnh đặc hữu. Ông Joko Widodo nhấn mạnh, hiện là giai đoạn chuyển tiếp và vẫn phải tỉnh táo cẩn trọng trong việc hoạch định chính sách, đồng thời kêu gọi các quan chức nhà nước đặc biệt lưu ý đến việc ban hành các chính sách liên quan đến kinh tế và thông báo rằng tăng trưởng kinh tế của Indonesia đã đạt 5,72% trong quý 4 và 5,3% trong cả năm 2022. Ông Yoko Widodo cũng nhắc lại quyết định bác bỏ chính sách phong tỏa toàn quốc trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19. Những tháng gần đây, chính phủ Indonesia đã nỗ lực tăng cường miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu rủi ro cho những người bị phơi nhiễm thông qua việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Bộ Thương mại Mỹ hôm qua công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2022 đã giảm tốc trong bối cảnh hoạt động kinh tế giảm vào những tháng cuối năm và giới chuyên gia lo ngại nguy cơ kinh tế suy thoái. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cả năm 2022 chỉ đạt 2,1%, giảm so với mức 5,9% của năm 2021. Bộ Thương mại Mỹ nói rằng mức tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực của nước này chủ yếu phản ánh mức tăng về chi tiêu của người tiêu dùng, xuất khẩu và một số hình thức đầu tư. Hoạt động của nền kinh tế Mỹ đã phần nào giảm nhiệt sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed 7 lần nâng lãi suất cho vay cơ bản với hy vọng hạ nhiệt sức mua đang nóng và kiểm soát lạm phát gia tăng. Động thái của Fed đã khiến lĩnh vực bất động sản sụt giảm, kéo theo hoạt động sản xuất và doanh số bán lẻ suy giảm. Năm 2022, đã có thêm 4,6 triệu người ở Mỹ có việc làm, tuy thấp hơn năm 2021 nhưng vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường việc làm ở Mỹ kể từ đợt suy thoái vì dịch COVID-19 năm 2020. Nhà chức trách Afghanistan hôm qua cho biết hơn 160 người ở nước này đã tử vong do giá rét trong tháng này, trong khi nhiều người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà khi nhiệt độ xuống tới mức băng giá. Phát ngôn viên của Bộ Quản lý Thiên tai Afghanistan cho biết 162 người đã tử vong do thời tiết lạnh giá kể từ ngày 10 tháng 1, trong đó riêng trong tuần qua có 84 ca tử vong. Afghanistan đang trải qua mùa đông lạnh giá nhất trong 15 năm qua, với nhiệt độ có nơi xuống tới âm 34 độ C. Thời tiết lạnh giá diễn ra giữa lúc Afghanistan đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Tác động của đợt giá rét đã trở nên tồi tệ hơn do khối lượng hàng viện trợ nhân đạo hạn chế được phân phối trong nước. Ước tính có khoảng 28,3 triệu người, tương đương khoảng 2/3 dân số Afghanistan đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để duy trì sự sống. Bộ Y tế Palestine hôm qua cho biết 9 người Palestine đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc đụng độ ác liệt nhất trong nhiều năm qua giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine ở thành phố Jenin, phía bắc bờ tây. Quân đội Israel cùng ngày thông báo các binh sĩ Israel đã đột kích vào một trại tị nạn ở Jenin nhằm ngăn chặn kế hoạch của chi nhánh nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine tấn công Israel. Trong khi đó, chi nhánh nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine tại Jenin cho hay các thành viên của nhóm này đã chiến đấu chống quân đội Israel bằng súng và các thiết bị nổ được cài sẵn. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua cho biết, ông Netanyahu đã họp trực tuyến với các quan chức an ninh của Israel để đánh giá tình hình sau cuộc đụng độ trên. Trong khi đó, sau vụ việc phong trào Hamas tại giải Gaza và chi nhánh nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine tại bờ Tây đã kêu gọi người Palestine vùng lên trả đũa. Giới chức Israel đang lo ngại bùng phát một làn sóng bạo lực mới sau vụ việc này.